mạnh, trứng mạnh, nó ớn tới ốc luôn á. Có không? Chắc lúc đó anh say. Yên tâm đi, bây giờ anh thề với cái lòng mình không bao giờ nói láo với em điều gì. Trứng quà, trứng bánh, bánh trứng. Anh kiếm ai? Kiếm em đó. Em có biết em là một người phụ nữ tuyệt vời không? Trời ơi, cái gì vậy trời? Em là một người phụ nữ gợi cảm không? Trời ơi, cái gì vậy trời? Em là một người phụ nữ rất là hấp dẫn. Còn sao? Ớt ốc trên cà đậu nè. Kỳ quá. Đàn ông gì đâu mà toàn nói chuyện thiệt lòng không? Mình ơi! Gì? Ai vậy em? Sao anh cười? Biết cái thằng Sơn cao cao gì? Anh Sơn điểm trái. À. Nói gì? Mắt anh đã đuôi á. Đúng rồi, thì anh mới thề với em đó. Không thề với lòng mình cái điều gì anh nói láo với em. Anh nói sự thật mà. Đó, nó bấm chuông rồi đó. Nó qua nó tán tỉnh em nữa đó. Thôi, anh ra anh mở cửa đi. Tại vì em sợ người ta tán tỉnh em lắm. Mà anh biết cái tánh em mà. Người ta tán tỉnh em hay cầm lòng không đậu lắm. Dạ dạ, ông lọc cho anh đi. Chết rồi. Gì đây, hả, khốn nạn. À, xin lỗi, tôi nhầm. Đâu đây? Dạ, đi thu tiền rác. Dạ, nhiêu? Dạ, 15 triệu. Gì? À, không phải, 15 ngàn, lộn. 15 ngàn phải không? Dạ. Thôi, tháng tới thu luôn. Dạ, tháng tới thu. Ngày nay mặt thấy ghét. Mặc áo cũng đụng hàng nữa. Cam lè, cho ớn. Ừ, cái thằng đó là biết tay tôi. Kỳ này là chắc chắn 100% là nó là thằng khốn nạn. Khốn nạn cái thằng. Hai dạ, không phải thằng mà là con. Tiếp thị à? Dạ. Tiếp thị gì? À, dạ, kem trị mụn. Gì? Sao nó là tán tỉnh em nữa phụ? Không phải. Chắc chắn 100% lắm. Đi với anh, ra rồi đó. Anh tiếp cho em. Mình ơi, mạnh nhà nó tới nữa cái mình. Yên tâm đi, cái thằng này nó sao sợ với em. Nó sẽ biết tay anh. Em cứ chửi thẳng vào mặt nó, không có sợ gì hết. Và anh đứng vào đây. Anh đập cái chỗ chai vô mặt nó. Mở nó khỏi đi. Hả? Anh Sơn điểm trai nữa hả? Anh muốn gì? Rồi sao? Em cứ nghĩ là em gợi cảm. Trời ơi, ông qua đây nói vậy hoài vậy, rồi sao? Em có biết là em không biết gì. Rồi sao? Vậy thì em nói với chồng em không? À. Ráng giữ em nha. À. Đừng có qua lén quen với vợ tôi nữa. À.